Trường đóng cửa rồi, cô giáo đâu mà dạy? Làm gì không có cô giáo? Có cô giáo đây. Wow, có mẹ làm cô giáo kìa. Bây giờ tụi mình sẽ nhập vai y chang trường học thiệt để chứ bị đỡ nhớ trường hơn nha. Em kia hả? Sao đi học mà bận áo xanh lắm? Xe tay á. Này thì bận áo xanh lắm nè. Em trong giờ học mà em nào tóc đèn vậy? Tối hù à. Em tóc đèn đúng không? Này, cô đang đeo mắt kính đen không thấy được kìa. Ha quên. Ây da, trời cô này. Cô dám là cô hả? Trời ơi, cô giáo dữ quá. Ai mới nói cô dữ? Tụi nghe em nào nói cô giáo dữ? Không có bàn học cô ơi. Đây bàn đây. Em thì sao không ngồi đi? Đứng đơ ra đó hả? Xe tay ra. Ây da, không có ghế sao em ngồi? Tự đi kiếm ghế mà ngồi. Không biết em kia kiếm ghế được chưa nữa. Rồi cô. Xè tay ra. Xè tay ra. Ủa mình kiếm được ghế mà. À hồi nãy giờ mình hư nên mình bị đánh. Bây giờ mình kiếm được cái ghế rồi là cô giáo thấy mình giỏi, xè tay ra để tặng quà cho mình đó. Chị bị lấy ghế ngõ xíu nó ngồi không? Lấy ghế bự cho bái thì sao ngồi không? Trời chứ bị dễ ai vậy? Dễ cô giáo. What? Trời, dễ cô giáo xấu quá vậy? À, tại vì cô giáo dữ quá nên dễ, để chọc cô giáo đúng không? À, đây, để tôi tô màu thêm cho. Tôi chứ bị sẽ phối hợp dễ cô giáo xấu xấu để chọc cô giáo. Chiếc bi này, dễ cô giáo đúng. Ủa, chiếc bi rồi. Sao chiếc bi? Được rồi đây. Trời, tôi đẹp vậy mà dễ tôi xấu quá vậy? Mắt tôi vậy nè, đẹp không? Hồi nãy tới giờ cô giáo chỉ giỡn cho hài hước, vui nhộn lúc học thôi. Ê, học đàng hoàng thôi. Học đàng hoàng thôi. Trời ơi, nghĩ sao học mà em ngồi đứng, có ra cái hệ thống gì không nữa. Em ngồi vậy, sao em không ngồi bàn luôn đi. Ê, tôi nói giỡn mà em làm thiệt hả? Thôi hồi nãy tôi chưa có nói nó ngồi anh đầu tôi đó, chứ không là nó ngồi anh đầu tôi thiệt. Mình dễ đẹp không bạn? Ơi, ừ, Bi dễ đẹp quá. Cô giáo nói gì kìa? Chứ không là nó ngồi lên đầu tôi thiệt. À, hồi nãy tôi có nghe loang thoáng gì ngồi lên đầu cô. Nhớ rồi, cô kêu tôi ngồi lên đầu cô á. Liền, con ngồi liền. Chứ Bi đi học rất là giỏi. Còn cái em này, ngơ, ngáo. The next morning. Hôm nay đã là ngày thứ hai tụi mình đi học rồi. Quá wow, hôm nay chỉ bị bận đồng phục rồi nè. Cô giáo dặn mà. Đúng rồi, cô giáo dặn bận đồ nghiêm túc. Quá wow, chỉ bị cái đồ nghiêm túc quá à. Bạn có mặc đồ nghiêm túc chưa? Vậy đủ nghiêm túc chưa? Trời, bạn đồ phép luôn hả? Thì nghiêm túc, bộ này là nghiêm túc nhất nhà mình rồi. Sao bạn đi học không cầu áo? Sao bạn đi học chung với mình mà bạn giàu vậy? Rồi, vậy là hôm nay đã là ngày thứ hai đi học. Sao nghe mùi gì vậy? Mấy em đã tắm rửa thay đồ hết chưa? Dạ rồi. Ai cũng bận đồ tắm rửa thay đồ sạch sẽ hết rồi. Kỳ vậy? Quên, bộ này hôm qua cô bận rồi. Hơi hơi xíu, mẹ không cảm nha. Bài học đầu tiên cô sẽ mở tivi lên dạy học cho các em. Ủa cái đồ móc tivi đâu rồi? Trời ơi, cái nhà ai mà bồ bộn. Không kiếm ra được cái đồ móc tivi. Đây. Yeah, được chưa yeah. Ủa, cô lộn thôi. Đây mới đúng là đồ mới, mở tivi. Bật lên bị liệu, mình mới chuyển qua bài khác. Phép tán cộng bằng 2. Ủa cô chưa hỏi mà. Wow, chưa kịp hỏi mà chị Bi đã biết trả lời bằng 2 rồi. Thôi mình sẽ qua bài 2.
3. Wow, đúng rồi. Thôi, học bài tiếp theo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Later. Hiểu chưa? Wow. Banana. Banana. Cái bé đọc câu vô nè. Ba. Đọc theo trên bảng của chị nha. Chim bi. Con bò. Con bò. Trời ơi, cái gì? Sao đọc ra con bò? Hả? Trời ơi, em nào dám lấy cái đồ bếp của cô bấm bậy. Cô sẽ phạt em đó rất là nặng. Em nào, em nào. Cô lỡ đạp nên nó nhảy. Chào các bạn. Hôm nay mình còn đi học cột tóc và đồ phục nữa nè các bạn. Hôm nay tụi mình mặc đồ thể dục đây. Hôm nay có tiết thể dục nên phải mặc đồ thể dục. Bạn có mặc đồ thể dục không? Nè. Sao bạn mặc đồ nóng dữ vậy? Học thể dục mà. Tôi mặc đồ thể dục nè. Thể dục chỗ nào? Thấy nóng quá trời. Nè, thể dục nè. Quần này quần thể dục chứ quần gì? Ôi, cô giáo tới rồi. Cô giáo hơi điệu thôi chứ đi đám cưới hồi nào. Mà cô giáo bận vậy, tắm quá trời luôn, thể dục ở chỗ nào? Thể dục đó. Hả? Áo dài mà bận vậy thể dục. Bận đồ thể dục ở trong xíu này nè. Wow, vậy cô đẹp quá à. What? Lấy TV quyết định nghỉ học. Lý do tại sao? Các bạn hãy xem hết clip. Thôi em quyết định em nghỉ học. Wow, ngày hôm nay Chippy bận đồng phục dễ thương quá à. Ngày hôm nay Chippy bận đồng phục quá dễ thương luôn nè. Xoay vòng, xoay vòng. Wow, đồng phục mới của Chippy dễ thương quá à. Wow. Wow, bạn cũng mặc rồi dễ thương quá à. Đúng rồi, tại tập trước mấy bạn kêu tôi già quá nên tập này tôi bận áo này cho nó trẻ lại. Wow. Trời ơi, bạn tập tạ hả? Họ không biết cô giáo tới chưa nữa. Hôm nay học chữ á, mình có mua cây viết chì nè để học. Ủa, hồi sáng mình nhớ mình có mua cây viết. Nè, mình mua rồi nè. Ủa, trời ơi, sao giống cây viết của mình mua vậy? Mua giống chỗ thôi, chứ của mình mà. Ờ, chắc giống thôi à. Ủa, sao bạn che miệng cười? Mình che miệng khóc mà. Bạn khóc mà sao bạn giả tạo quá vậy? Ê, tụi mẹ tôi gọi. Alo. Dạ. À, hồi sáng mẹ mua hai cây bút, một cây bút kẻ lông mày với một cây bút chì. Mà mẹ đang giữ cây bút chì hả? Con đem theo cây bút kẻ lông mày của mẹ hả? À, thì ra mình đem lộn theo cây bút kẻ lông mày. Bi ơi. Trời. Ủa, mẹ bạn cũng mua lộn cây bút kẻ lông mày cho bạn hả? Cây bút này là cây bút kẻ lông mi của mẹ mình. Mẹ mình bỏ lộn vô cặp mình. Ủa, mẹ bạn cũng mua lộn cây bút kẻ lông mi cho bạn hả? Ờ, đúng rồi. Vậy là bạn trơn cái bút của mình mà bạn còn cầm nữa hả? Trả đây. Của mình, 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 của mình. Chết, cái bút bay vô đầu cô giáo rồi kìa. Alo, bác bảo vệ ơi, mấy em vô đủ rồi, đóng cửa trường đi nha. Ủa? Em làm cái gì á? Dạ dạ không có gì. Ok ok ok. Sao quýnh đầu tôi? Quá sợ thế hả? Dạ. Buổi học trước cô giáo dặn các em đem bút, mấy em đem theo bút chưa? Dạ có. Còn em? Dạ hồi nãy không có đem đúng không? Bị phạt. Cô ơi, em có dặn mẹ em mua mà mẹ em đưa lộn em cái kẻ mắt bút chì. Đâu, cái kẻ bút chì đâu? Đưa cô làm bằng chứng để cô biết lộn thiệt đúng không? Dạ, cây bút chì Đâu? Sao em chỉ với mặt tôi? Tè tè ra. Sao bạn lấy bút đi? Mình không dám lấy, sợ cô quýnh, mình sợ cô lắm. Cô đang soạn bài cho các em học. Nè nè. Trời ơi, bị hay quá vậy, bị dám lấy luôn hả? Wow. Yeah, có bút rồi.
Sao hồi nãy em nói em không đẹp? Vậy là em nói dối đúng không? Để chiêu đồ cô đúng không? Chị đi à. Đây là bài tập hai em làm nha. Các em làm xong nhớ nói cô nha. Trong lúc đợi các em cô nghe nhạc xíu. What? Bật nhạc. Vậy là đẹp rồi. Wow, rồi em đây đi cũng dễ động vật luôn đúng không? Đây, để cô chỉ đường. Wow, em dễ con khỉ đúng không? Rất là giống. Thôi, hên quá. Cô giáo không có biết mình dễ hơi xấu. Cô giáo. Thôi em học ở đâu em mà nghỉ học. Em dọn đồ em nghỉ học đây. Dọn đồ đi về không học nữa. Bị phạt hoài buồn quá. Thôi cô nghiêm túc vậy thôi nhưng mà cô rất là vui. Ở đây học đi. Bạn ở lại học đi. Thôi em quyết định là em nghỉ học. Đàn ông là phải có chí lớn, đi học để thành tài chứ. Nghỉ nghỉ cái gì hả? Xíu nghỉ nghỉ phải học chứ. Nani? Ủa trường mình cái này là cái gì vậy thầy? Để trường mình có cầu thang đúng không? Những ai mà làm biến á, muốn xuống nhanh hơn thì có thể đi thang máy đu cái này xuống. Đi xuống đây 3 tầng lận mình phải đi xuống 3 cái cầu thang đi. Để con đi thang máy gì cho nhanh. Hồi xưa cũng hai thầy lận. Thầy đó đâu rồi? Thầy đó lúc đó cũng làm biến đu cái này xuống nè. Thôi đi bộ thôi. Trường của chúng ta cứ an ninh nên có phòng bảo vệ nữa. Ủa sao phòng bảo vệ không có ai hết thầy? Thầy thôi lại tin tí nữa con. Cho nên á, muốn mà ăn trộm nó vô á, nó phải quét mã QR nó mới được gặp bảo vệ. Hay. Kệ gì sao ăn anh? Để nấp. Ngon. 5.000 thầy bán con nước ngọt. Muốn pha chế hay là cô muốn kêu truyền thống? Pha thầy cho lạ. Rồi con ngồi xuống. Bỏ mấy cục đá vô. Rồi ngậm lại. Rồi uống nước đi. Nuốt đi con. Hôm nay tiếp theo của các em đó chính là môn ngủ. Đây, lớp này á chúng tôi
chuẩn bị cho 1, 2, 3, 4, 5 năm cái giường để học sinh học cách ngủ. Ủa, ngủ cũng cần học mà sao có hai đứa mà sao nằm cái giường ba người lận đâu ra kìa. Đầu tiên các em phải học ngủ sao cho đúng cách. Dễ mà. Đúng rồi, ngủ á, ngủ nó là một hành động tự nhiên của con người. Nhưng đa số chúng ta đều ngủ sai cách, cho nên chúng ta hay mắc những cái bệnh về cuộc sống, về hơi thở các kiểu. Chúng ta phải thở hơi thở theo nhịp điệu. Ngủ vậy đúng không? Mà sao thấy mỏi quá vậy? What? Thẳng nha. Đó. Cậu ơi. Lên. Ok chưa? Ây da, ngủ mà sao nó đau cái cơ bụng quá vậy? Ủa vậy chứ phải ngủ sao mới đúng? Kinh dữ, tự nhiên con nằm ở đây ở đây. Chứ vậy, mình nằm trên một cái giường thôi. Vậy nè, con ngủ vậy nó không mỏi lưng. Hả? À, con ngủ vậy thì nó sẽ luôn tỉnh táo cơ thể con. Tại vì con ngủ đâu có được đâu. Nó tỉnh. Nó tỉnh. Ngủ vậy mỏi sáng mẹ. Sao mà ngủ? Tỉnh luôn. Nó giỡn cho con. Nó giỡn cho nãy giờ thầy giỡn cho nó vui thôi. Ai thầy cũng mà mắc đi toilet quá sao? Thôi cho con đi cái đi. Không. Ở những chúng ta luôn thực hành á. Ở những lúc gì lúc gì nhanh đi. Những lúc thực tế giống như cọ sát thực tế thì con mới hiểu được cái tình hình hiện tại thực tế. Cho nên bây giờ con mắc vậy á thì thầy cũng phải dạy con liền để con hiểu liền. Hiểu không? Giống như con phải thực hành á. Nhanh đi. Rồi con lên đây con nằm. Không, con lên đây nằm. Đi. Còn nằm nữa. Rồi con ngủ đi. Ấy. Làm nhanh đi con mắc quá làm nhanh đi. Rồi đó con đang ngủ đúng không? Rồi con mắc quá. Đứng dậy. Rồi. Đi tao nó lét hả thầy? Không. Đây. Thầy chuẩn bị cho con luôn. Đây. Con đi ở đây luôn. Rất là tiện lợi cho những người á hay bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Này tiểu đường. Đấy mà thầy nói lâu quá. Thầy nói lâu quá. Thất bại là mẹ thành công mà. Con đi đái lại nhiều lần con sẽ quen thôi. Tôi thấy cái trường học này có quá trời phòng luôn. Có một mình bạn ở. Sao ở hết? Sao mà một mình? Bạn không thấy à? Đông lắm mà. Đó, bạn ngồi chạy tóc kìa. Rồi kia hai ông kia ngồi chơi cờ tướng kìa. Ủa gì vậy? Để từ từ ba mấy nhóc đá banh mà cứ chạy. Chết rồi em. Sao hôm nay tôi vô review nhà của thành viên mới vậy? Trời ơi, không thấy người đâu mà sao xe chạy vậy? Ủa, bị gì vậy? Sao không? Cẩn thận chứ, đi vô phòng cấp cứu. Đi. Ghê quá, mình về anh em. Đi đâu vậy? Chưa quay hết clip mà đi về rồi. Clip đâu cho anh em coi? Thôi, đi cổng chính anh em. Cổng trường học nè. Về đi. Trường này còn cổng nào nữa ta? Ăn leo lên lầu 1. Xong bạn đi thẳng quằn ra đây. Ủa trên đây có cái bài học của anh. Ủa sao mà anh khóa lại dữ vậy cậu anh? Mày... cái nơi này là nơi tao cất giấu những cái thứ quan trọng, hiểu không? Và nó dạy cho tao một bài học quan trọng. Ủa? Nơi tôi cất giấu những cái thứ quan trọng và nó dạy cho tôi bài học quan trọng. Ủa hay vậy ta? Wow, vậy thứ này nó khờ là do nó học nhiều quá. Ủa vậy là tính ra cái gì quan trọng vậy? Ta được. Đừng bao giờ để đánh mất chìa khóa khi đã khóa. Vậy là nó mất chìa khóa nó mở không được á anh em, chứ bài học của mày. Ủa nhà bạn có gì? Ủa có bàn thờ nè. Có bàn thờ ngày. Ui cái gì á? Quá tiền quá trời nè. Ủa của ai vậy Ngọc Anh? Ủa tôi xài được không? Được lấy xài đi. Quá đã vậy trời ơi, khô báo. Mày, tôi xài được hả? Ủa vậy sao bạn không xài? Hồi bữa tôi lấy có 2,000 ra mua trà đá uống mà về gãy chân cái thôi không xài nữa. Xin lỗi nha. Ok, trả lại chỗ cũ hết rồi đó. Còn sót kìa ba. Ủa cái này hồi nãy, trong túi của tôi hay là của... Tôi không biết à, về gãy chân là biết. Bó hết lại rồi, còn có bị gì nữa không? Tôi cũng đã từng, là ban đầu tôi xài 2,000 nhớ không? Là gãy chân hả? Tôi gãy chân. Rồi. Xong về tôi trả lại đủ 2,000, tôi trả lại cho cũ 2,000. Quê á. Rồi vậy là hết hả? Không, chưa hết, gãy thêm chân phải. Phải bỏ thêm 500,000 vô chứ nó mới hết. Trời ơi, thôi, tôi bỏ vô 100 được không? Được chứ. Thôi tôi bỏ 100. 500 là gãy nguyên cái chân. Ừ. 100 thì gãy 1 khúc thôi. Trời ơi, thôi. Có tiền cho mọi người. Thôi anh em, tôi phải mượn thêm 400 để cho nó chẳng 500 anh em.
hết giờ học rồi, thầy dắt con lên sân thượng của trường. Nơi đây không có ai hết. Niêm phong này thầy. Phòng này á, niêm phong lại. Vô đi cho thầy cho con biết tại sao niêm phong phòng này. Vô. Trời ơi, cửa ghê vậy. Đây là hồi xưa là một cái lớp học. Sao vô đây tự nhiên thầy đổi tông vậy? Thầy nói chuyện bình thường được không? Đúng rồi, thầy phải đổi tông. Bởi vì hồi xưa đây là một cái lớp học. Nhưng thầy đen thui vậy. Khi mà tất cả đang học thầy bị cháy. Lúc đó hên là không có học sinh, chỉ có một thầy giáo ở trong đây. Rồi thầy giáo đó là sao thầy? Đó có một thầy giáo bận áo Adidas, hay mang cái cặp con gấu. Lúc đó thầy giáo đang soạn giáo án, cho nên không qua khỏi. Sau đó ủa thầy đang kể chuyện mà sao con đi xa vậy? Thầy kể cho nghe. Thầy đói quá giờ sao thầy? Bây giờ thầy dẫn con vô canteen. Đây canteen trường học. Rồi vô. Ủa muốn ăn sao? Có ai đây, đâu? Đây cầm. Rồi. Đưa cái bao lại đây. Con muốn mua cái gì? What? Vậy luôn á thầy. Đáng lẽ thầy không cần làm đâu, nhưng mà thầy làm để cho học sinh nhìn vô thấy thầy là một cái tấm gương, vừa đi dạy mà vừa đi bán đồ, con hiểu không? Con mua cái gì? Mắc đây. Mua cái gì thì chỉ đi. Cái trường này cảm thấy hơi đau đầu rồi anh em. Đau đầu hả? Trời ơi. Cơ hội tới đó. Có thuốc luôn con. Thuốc trị đau đầu. Thầy mừng là do cái thuốc này thầy để nó đấm bụi luôn à. Nguyên một năm thầy chưa bán cho ai được. Hôm nay con đau đầu là thầy rất là mừng. Một lần uống một dĩ với con. Uống nhiều lên là cái khả năng nó hên xui. Nó hên xui nó mới hết nhức đầu. Còn mấy con nhức đầu nữa thì thầy ra tiệm mua thuốc thầy cho con uống. Trời, nó uống luôn kìa. Thôi kệ cho nó uống đi rồi mình thu tiền nó sao. Ủa, nó đâu rồi? À, nó hết đau đầu rồi đó, nó chạy nhảy bình thường ngoài kia đâu quá. Rất là tốt. Vậy là thấy thuốc của mình á, để lâu mình cứ nghi ngờ cái khả năng của cái thuốc đó. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã trị được cho một học sinh thì mình cảm thấy cũng rất là vui. Trời ơi. Chắc nó dập té đây nè. Con sao vậy? Chết rồi. Nó bất tỉnh rồi. Coi nó có điện thoại bóp vô. À nó có điện thoại đây. Ủa thằng này nó dắt đi. Thằng này nó xỉu mà nó khôn mày. Ủa này nhiêu thầy? Này 5.000 con. Ấy. À. Nè con, tưởng hộp chứ. Mày không có mày, ai bán 5.000 nguyên hộp này đồ Hàn Quốc, mày thấy tiếng Hàn Quốc không? Không mua thôi trả đây. Học sinh cần học á, cần ăn uống cho đủ chất để học hành cho đàng hoàng nha con. Thôi. Đó là một cái viên thuốc thần kỳ đó con. Con ăn một cái là mà con tỉnh cả ngày. Con hiểu không? Cái đó rất là nhiều chất dinh dưỡng. Kháng nước quá thầy ơi. Trái này 10.000. Mua không? 10.000. Trời ơi, trái này 10.000 mà con đưa 10.000 gách. Thôi thầy bán rẻ cho con trái này. Thôi cũng đỡ, thấy nước suối ở ngoài cũng bán 10.000. Ủa mà sao chai này còn có nữa? Mày đưa 10.000 gách tao mới được, tao đưa mày cái chai tao uống rồi, đúng rồi. Chai nãy tao uống lỡ dở đó. Thôi nãy giờ giỡn nó tội quá. Ủa tội quá mà sao thầy cũng nhét tiền vô túi vậy? Đây là gà gén, bán rẻ có 1.000 thôi. Bán là kiểu là vừa bán vừa cho đó. Bán 1.000 thôi. Có không? Thầy giống trứng lột quá vậy. Nhanh đi, hết giờ. Đi học đói quá trời. Trời ơi. Còn 2.000 thôi. Thôi lấy gà gén ăn đi con. Ăn. Này bột chiên gà gán, ba làm gì vậy? Ba phải chiên. Ba mua cái bịch bột chiên gà. Ba phải mua của tôi thêm cái hộp, cái chai dầu ăn. Phải đưa thầy 5.000 thầy bán cho cây xúc xích. Nè. Đây. Nè. Đó. Rồi ok. Cái gì vậy? 5.000 được có một khúc nữa thôi. Trời ơi thầy mất dạy gì luôn á. Động vật con phải biết thương yêu nó chứ. Sao con phân biệt chó người vậy? Đi. Nó ăn xúc xích của con. Con ăn cục xương của nó lại đi nè. Nè. Ngàn đồng. Nè. Không. Ngàn đâu nó đâu thèm ăn, lấy lại cho con đi. Học trong trường này đói quá rồi. Mày tưởng mày giành thắng tao à? Thì con hơn thua với con chó vậy luôn. Con học trường này đúng rồi đó. Thôi nước pha này con thấy không ổn đường ruột rồi thầy. Ủa, không ổn đường ruột hả?
Uống vô. Ủa cái này thuốc đau đầu hồi nãy mà thầy. Thuốc này trị đầu thứ bệnh á. Đó. Đó đó. Con cười á là cái trạng thái hoan hỷ trong cái tâm hồn con á, nó bộc phát ra bên ngoài con. Tại bên trong con nó khỏe nó mới sẽ cười ra được, chứ không thì con khóc rồi không? Sao khóc rồi thầy? Vì những nỗi buồn nó tan biến, nó đang tan biến, cái tiếng cười nó lấn áp nỗi buồn á con. Xíu nó hết rồi. Con la nó bục nổ cái nỗi buồn á, nó con tiếp tục con sẽ khóc. Tiếp tục là trạng thái tiếp theo con sẽ khóc. Không, đôi lúc nó cơ tì cơ đẻ, có người khóc người cười. Ở trường mình có phòng hồi sức cấp cứu nè anh em. Bạn giờ học rồi, bây giờ mình vô mình xin thuốc mình uống chứ mình khó thở quá anh em. Ủa hay. Khó thở quá thầy. Nằm lên. Sao nằm thầy? Nhanh. Khó thở, kéo cái chân đây luôn. Đại, Khó thở hả? Rồi. Rồi. Lâu quá không có bệnh nhân. Thầy quên mất cái tâm lý của khám thôi. À đây. Con thở xi. Đây. Rồi, con thở được chưa? Ok đó. Con thở được rồi thầy ơi. Ủa nó bị gì rồi ta? Chết. Rồi sao? Trời sao ta? Thầy cũng quên mất cái tâm lý. Từ đây tôi không dám vô phòng y tế rồi đâu. Đúng rồi đó. Giống như tâm lý nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình lắm. Giống như mình vui đó, thì mình mau khỏi bệnh vậy đó. Thì đây cũng là một cách chữa bệnh tâm lý. Có sao không con? Bây giờ thầy sẽ dẫn con lên sân thượng chơi. Đi. Ủa thầy, đây. Đây chỉ có hai thầy trò mình, sao dấu chân nhiều vậy? Có thể bữa thầy đi lên mà thầy quên. Thiệt không? Không có gì đâu. Đóng cửa lên cho thầy nha con. Ủa cửa đâu thầy? Cửa này đóng sao thầy? Cửa. Có biết quan sát không? Cái cửa này là ba. Ba khinh cái cửa để qua đây. Ủa trường mình xịn quá thầy ha. Ủa khóa vậy là ăn trộm nó chui vô cũng được vậy, khóa vậy thầy. Nếu mà không có cánh cửa này á, nó bước vô một nó tốn có một giây à. Mà giờ con chui qua tốn rất là nhiều thời gian để con cúi xuống hay không. Lúc đó giống như là câu giờ để mình vô bắt ăn trộm hiểu không. Tào lao. Giỡn thôi, cửa hơn ba ơi. Nhưng mà hồi xưa đúng thật là có hai người, một người là bảo vệ, một người là thầy. Bảo vệ đâu thầy? Hồi xưa bảo vệ ông hay lên xuống đây chơi gác đây nè. Ê đồ của ông đi quên nè. Ủa mà ông đâu thầy? Hồi xưa thì ổng cũng đang làm mà tự nhiên xì chét gì không biết, sau này mất tích đó, ở đâu á. Trường mình thì đề cao những sự sáng tạo, phá cách cho nên rất là thoải mái cho học sinh. Đây con có thể thấy không? Đây là một cái giường nó ở cầu thang. Tại vì có một số học sinh á, người ta thích nằm ở cái cầu thang. Ủa, gù lại thầy. Nhưng mà học sinh trong trường cũng không cấm cản. Tại sao vậy thầy? Tại lúc đó nếu mà ai cản nó cắn, cho nên không dám cản. Thầy còn đâu? Thôi thầy giỡn thôi, chứ là đây là tại vì nhiều thằng nó nằm toilet. Nằm kế ngay toilet luôn. Tại thận nó bị yếu á, do học sinh bây giờ uống nước ngọt nhiều quá, cho nên còn nhỏ bị thận rất là nhiều. Chào tất cả anh em, đây là cái trường học, sau này sẽ bị đập, làm thành cái bệnh viện. Hiện tại Ngọc Anh ở đây. Là làm gì trong trường học nè anh em? Bao không cho cò sang phòng tập gym luôn anh em. Ôi cái gì quá trời đây này. Ồ sao mua nhiều vậy? Thì ban đầu tôi mua về nó vậy, chỉ lên trời tôi bắt wifi mà tôi bắt không được. Rồi vậy bắt không được, cái tôi nghĩ tôi bị lừa rồi, cái tôi mua thêm cục nữa. Qua chỗ khác mua hả? Qua chỗ khác mua. Cái xong cái cũng chỉ lên trời vậy á, thì là do cái hãng này lừa rồi. Rồi. Xong bắt đầu tôi mua cái cục của hãng khác nè. Mua liên tiếp mấy hãng luôn, thành mua nguyên thùng luôn. Cuối cùng bắt được chưa? Được rồi. Wow, vậy cục nào xài được vậy? Tôi đăng ký 3G. Cái gì vậy ba? Nhắc đến mới tức nè. Hồi xưa tôi chạy chậm quá, tôi mua cái này về cũng xưa. À là cái hồi xưa là có đôi giày đây nè, hồi xưa bạn mua giày hả? Hồi xưa chạy đó mà chạy chậm quá. Cái tôi mua có bánh xe về chạy cho nó nhanh. Wow, thông minh. Đúng không? Cái có bánh xe này về cái sau cái tôi chạy chậm hơn. Ủa sao vậy? Có bánh xe phải chạy lên chứ. Mua có bánh xe về không biết chạy té gãy chân, cái đi chậm hơn. Cái này để giải trí của mình thường đỡ nó căng thẳng, đỡ bởi bị ngáo ngáo khùng khùng. Ủa làm gì vậy? Cái này là cục tạ của tôi ba ơi. Từ một giảng để chào cờ thành phòng cấp cứu, thành phòng tập tạ anh em. Này nó không đá cầu nữa.
đi nóng mồ hôi quá lau mặt đi lên đi. Ờ cảm ơn cảm ơn. Giỏng luôn anh em. Quá thôi toilet có 2-3 cái thông với nhau luôn. Trường học này như chứng minh cung anh em. Thôi đóng cửa lại để ăn trộm anh em. Khóa cửa lại để ăn trộm đi vô. Phòng ảo quá anh em. Sao mà đỡ được? Lại cho tôi coi cái đi. Dụ nó ra anh em. Không, cái trường mà thành cái nhà ở là nhà banh. Có lấy TV biết đây là phòng gì? Phòng hành chánh. Tôi để sổ sách này nọ đúng không? Sổ sách là nọ của trường học đúng không? Đây. Trời. Hành chánh. Sau khi là phòng hành chánh. Thường là ở đây là văn phòng thu tiền học phí rồi đúng không? Ở hành chánh là gì? Hành chánh là gì? Ý là em hỏi á. Ủa sao đây? Thằng này sao nó khờ khờ vậy ta? Tôi nghi nghi á, hồi xưa hồi nãy nó học ở trường này nè. Sau đó nó ở lại lớp, là nó ở lại lớp. Nó ở tới già, tới bây giờ là nó ở trong trường ngày ngủ luôn anh em. Bạn chưa nghe, học học nữa, học mãi hả? Rồi cái này là gì? Review này đi. Hồi xưa đây là phòng hành chính. Nhưng mà ở đây sẵn có máy tính làm phần phòng hành chính nên tôi làm cái đổi thành phòng edit. Không, sao tắt máy rồi, không edit đi. Đúng rồi, nhưng mà edit tôi thấy nó cũng không phù hợp với tôi chuyển qua là phòng hát karaoke. Sau khi hát karaoke lấy nghị danh là trai em không thành công cho lắm, tôi chuyển qua tôi đánh DJ. Trời thấy rồi, đây hoài mà không ai bút xô ế quá, tôi chuyển qua tôi đánh đờn. Tính ly làm nghệ sĩ đường phố. Cái không cái nào có thành công hết thì bây giờ tôi chuyển qua làm cameraman mà xứng quầy thì làm gì khó. Có bây giờ tôi đi đâu phải quay cái mặt tôi đó nha. Ngọc Anh nó kiên định quá nè. Một cái phòng mà đã thấy cái sự, để chứng tỏ được cái sự kiên định của nó. Kiên định với cái gì? Nhưng mà phải kiên định với giới tính của mình nha. Tao nữ tính nha ba. Phải kiên định với giới tính của mình nha ba. Anh đang thì bây giờ Ngọc Anh sẽ review phòng ngủ của Ngọc Anh. Ủa Ngọc Anh có gì review Ngọc Anh? Cũng chỉ để ngủ chứ có gì đâu mà review. Thằng này làm sáng tạo nó vui được rồi. Phòng ngủ review cái gì đó cho mọi người xem, giải trí. Có gì đó xem cho nó vui vui, giải trí cho mọi người xem. Vậy mới đúng là ngành sáng tạo nội dung. Tao vậy đủ chưa? Ngủ gầm giường nè. Ủa mà có cái dây này là gì vậy? Vô hai lỗ mũi để thở oxy hả? Ôi, đây là gì? Đây. À có cái cửa. À có hai phòng ngủ hả? Đúng rồi, phòng này để cho bạn ngủ. Mát rồi. Sinh trường, đây là sinh trường đúng không? Có quạt. Đó, tự quạt. Bật bật lúc nào? Đó. Anh em ơi, ở giữa sân trường. Trời ơi, anh em có cái chuồng nhốt như cái sở thú vậy anh em. Vô coi có con thú gì. Hả? Ôi hả? Sao mày bay dính cái mỏ mày trên đây? Rồi. Trời ơi, sở thú gì? Tôi không thấy con thú nào vậy các bạn. Không thấy, bạn thấy con thỏ trên cây kìa. Nên người ta làm cái chuồng này ra để nó nhốt nó đó. Nó bị ngáo ngáo, nó bay bay cho nên mỗi lần nó lên cơn người ta phải nhốt nó trong đây anh em. Thấy tao hơi bị quan tưởng rồi đó anh em. Trời ơi, thằng kia sao mày leo lên đó? Trời ơi, sao mà đi, trời sao đi bỏ lá cho cá ăn? Không thấy nguyên cái hệ sinh thái sao? Lá cho cá, rồi cá cho thú ăn. Cá ăn lá, xong lấy cá cho thú, xong rồi lấy thú cho. Các lớp học anh em, bây giờ mình sẽ đi vô lớp học anh em. Tay nè anh em, đừng gửi tay cái vô á. 100 ngàn. Đó. Ủa mà rộng gì không sợ ăn trộm mà không có bảo vệ hả anh? Có chứ. Thì uống nước không? Uống. Để 20 đi, tao bật máy lọc nước cho uống. Trời. Sao bật máy lọc mà cũng tốn 20 nữa? Còn có mấy ngàn là lấy đỡ đi. Cặp nước có chìa khóa nữa. Wow, thân thiện quá à. Ủa? Sao bình lọc nước kỳ vậy ba? Sao mở cái kia mà hứng cái bình... Em khác quá rồi. Uống được không? Không biết được không mà thấy cái cây nó sống nè. Ủa con than bụi quá mà đi an toàn không vậy anh? An toàn lắm, yên tâm. Hồi trước thằng kia bị lọc tao chám lại rồi thấy không? Hồi trước thằng kia bị lọc tôi chám lại rồi. Đây là gì? Ở nhà tắm, đợi xíu nha. Nóng quá tôi đi tắm cái. Chưa tắm đi. Đợi tôi review Ngọc Anh coi đến tắm thì sao Ngọc Anh? Đây, vô nhà tắm, chặn nước. Trời. Mới lần. Mới lần. Muốn tắm dặn nước chạy ra đây tắm đi ba. Mỗi lần tắm xong sao? Chạy vô khóa nước lại. Ủa?
Ủa sao? Trời sao tắm mà cực vậy? Ừ, nhìn vậy thôi chứ cũng chưa cực bằng cái chuyện đi lấy khăn đâu. Đợi tôi xíu nha. Trời, mỗi lần đi lấy khăn là phải về phòng ngủ lấy khăn tốt kia kìa. Ủa, nó nghe, ủa cái này là cái màn mà. Khúc này là khăn tắm nè. Khúc này là khăn lau người nè. Khúc này khăn lau mặt nè. Màn ngoài kia kìa. Trời, cái này lạ quá anh em. Ủa rồi, cái này là gì? À, cái này là cái dễ lau chân. Để lau chân mỗi lần đi ra vô. Ừ. Ủa mà cái khăn này quen. Tôi nhớ ở đâu rồi á. Cứu hồi sức. À, đây có phòng có cứu hồi sức. Phòng có cứu hồi sức, sao có bao cát? Sức phải tập tạ nó mới lên thể lực. Tập này lên cơ gì vậy? Cái này nhìn vậy thôi, nhưng mà để tăng sự kiên nhẫn cho người xem. Cũng kiên nhẫn thiệt anh em. Nhìn nó không gã bài gì hết á. Mình phải kiên nhẫn mình đứng xem. Bao nhà ở mà có phòng tập gym anh em. Hình như đứng đây chống hai tay này rồi. Máy này tập bụng anh em, cầm thì tập thì đúng không? Bụng anh em. Quá đi. Cái gì vậy bà? Trong công. Ủa tụi mình qua hình như là nó đang ghép cho tụi mình coi được. Ủa biểu diễn gì cho tụi coi hả? Không có, đang coi cái này xài sao. Trời ơi chứ. Mới mua. Cái này. À cái này là để nằm tập đúng không? Đừng muốn tập ngực là nằm ở đâu? Tôi muốn tập ngực đâu? Rồi đồ đâu đẩy được? Trời. Má anh thầy cái nó anh giả vậy anh em. Nghe để làm gì vậy? Wow, cái này hợp lý, cái này hợp lý. Cái này hợp lý nè anh em. Để làm cục tả, để gì cho nó nặng nó. Thiệt nè, ra dỗ nào. Xuống được nè. Thiệt hả? Xuống được hả? Rồi mày để tay xuống coi. Xuống. Ờ ha, dễ vậy. Mấy tạ phải tập cái não vô à. Làm cái gì cũng phải làm bằng cái đầu, hiểu không? Ừ, để tôi tập cái đầu. Chứ thông minh đó ba, chứ không phải tập cái đầu. Mẫu vô lên não là thông minh rồi ba. Cái gì? Một phần mấy? Ba. Phải tập đầu, tập tay, tập người. Hay mà tập chân tập sao? Chân dễ mà. Ủa, ý tôi nói là hai cái chân chứ không phải là chân ghê. Ủa cậu này là gì đây? Hồi nãy giờ có một món tôi có một món ở nhà học bức ổn này tôi mới hiểu là đây nè, đúng không? Để lên giày để tóc nó không phủ xuống mặt đúng không? Ủa mà khoảng này bạn mua để cho ủa bạn đâu có tóc đâu, buộc tóc chi vậy? Thì ai cũng phải có ước mơ chứ. Trời ơi. À thôi mua để lúc tóc mọc dài ra xài cũng được. Ôi, cổ này là gì vậy ba? Ủa sao né? Tôi phải làm vậy bạn mới hối hận cả đời vì làm tổn thương tôi. Mình né đi ba nè, chộp vậy nè, rồi né là 1, 2, 3, né. Tôi làm bạn hối hận thêm một lần nữa. Thôi tôi thấy mẹ nó không cùng sao á em ơi. Đây. Cái còn anh ở cái phòng này. Qua đây tập thể dục. Thôi tôi thấy có lỗi nè, bạn uống đi. Bây giờ lấy tiền chưa cho bạn uống. Ờ, cảm ơn nha. Bạn uống chung đi cho vui. Thôi tôi có nước rồi. Ủa? Sao bạn uống chai này? Tại vì chai đó